Lời cuối trong cuộc tình mà sao sướng được anh em, lời cuối trong cuộc tình một là bài không, một là bài em đừng đi không à. Cô đó một người còn là lát là tình đơn phương và tình đơn phương lâu quá cũng gặp lại em hồn. chuyện nhỏ anh hồn người trai của thế hệ nùng trời ai cũng muốn là ngưỡng mộ anh hùng đấy, anh hùng người trai của thế hệ thua đi rồi. Một người của em này là pha trưởng đừng lo đó pha trưởng Còn nhiều đắng cay.
Thời đại nào? Thời đại gì? Thời đại gì? Thời đại thầy.